Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai đã tiếp nhận 50 học sinh sinh viên trường cao đẳng Lào Cai và Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Giáo dục Thường xuyên nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa. Trước đó, rạng sáng hôm qua, một số học sinh sinh viên ở ký túc xá trường cao đẳng Lào Cai cơ sở 1, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai xuất hiện các dấu hiệu đau bụng, nôn, sốt, đi ngoài. Ngay sau đó, các sinh viên này đã được nhà trường và gia đình đưa đến bệnh viện. Hiện tình trạng của các bệnh nhân ổn định, chưa có trường hợp diễn biến nặng. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thực phẩm và mẫu chất thải của các bệnh nhân để làm xét nghiệm xác định rõ nguyên nhân. Trước đó, tối 8 tháng 10, những học sinh sinh viên này ăn tối tại căng tin ký túc xá. Tuy nhiên, các em không ăn chung một loại thực phẩm mà ăn đa dạng. Trường cao đẳng Lào Cai đã thông báo tạm thời dừng hoạt động của bếp ăn cơ sở 1.